cho bà con. Đây là cái mô hình trồng sầu riêng và sầu riêng ghép, năm nay giá rất là cao, 40.000 đến 45.000 một ký. Hôm nay vừa rồi thì bà con rất thu nhập cao về cây sầu riêng. Tô na, sen với tiêu, đây là những cái cây sầu riêng.